Trong tuần qua, chương trình hộp thư truyền hình cũng nhận được đơn của các khán giả. Ông Hà Văn Mịn, ngụ ở xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, phản ánh về việc tranh chấp đất đai giữa ông và bà Lê Thị Hoa. Chị Nguyễn Ngọc Hạnh, ngụ thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, trình bày khó khăn của gia đình vì dây nợ lãi suất cao. Chị Kiều Thị Thanh, ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức, thắc mắc về việc chuyển tuyến theo chế độ bảo hiểm y tế. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thực tế và liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Các khiếu nại đơn thư của quý vị gửi về chương trình hộp thư truyền hình, địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng Tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý khán giả có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 02543-636-666. Trong đơn thư thắc mắc khiếu nại khi gửi về đài, quý vị ghi rõ số điện thoại, địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc và trao đổi thêm những thông tin trong quá trình giải quyết. Thân ái chào tạm biệt.